Rồi chạy đi coi kiến đi nha. Đi coi kiến đây. Bà đứng bà coi kiến nè, bà quay. Bà quay qua, bà quay lại. Đó, coi kiến đó. Bên kia, bên kia, quay coi bên kia. Đó, bên kia, đứng quay bên kia. Hả? Hờ, hai cái túi mà, đúng rồi. Hai túi để làm gì? Để đựng tiền, đúng rồi. Hả? Đi chơi nào. Mỗi lần tôi học bài là nó ngồi nó bài đồ chơi ra, nó bắt tôi chơi với nó, coi được đời không? Đó. Mỗi lần tôi học bài là nó cứ vậy, là tôi không biết tôi học tới tới mùa mít nào mới xong nữa, không biết. Không biết học tới mùa mít, mùa nhãn, mùa lụ nào xong. Nè, hello cô chú, cho cô chú coi mặt dây nè. Mặt dây mẹ mới make up đâu. Nè, nhìn vô cô chú nè. Ai làm? Ai hoàm? Ai làm mẹ tôi. Mẹ làm á. Vô lý thường việc dễ sợ luôn, bây giờ nó giành chỗ của tôi ngồi học luôn. Vậy mẹ chuyển cái máy mẹ qua đây. À, con làm đi, làm bên đó đi. Cái gì rồi? Ngồi bên đó con chơi với cô chú đi. Mất cái gì rồi mẹ ơi? Cái gì? Mất cái gì rồi? Mất cái gì? Mất rồi. Cái miếng màu trắng trắng á hả? Dạ. Miếng màu trắng trắng đi đánh á hả? Dạ. Ngồi ta. Mất rồi. À, kia. Chết máy tính mẹ kìa. Mẹ tính mẹ đó. Nói đi. Đó, con nè. Rồi, ngồi xuống làm make up đi cô chú coi đi. Make up. Di chuyển mẹ biết luôn. Có mẹ make up. Make up mẹ hả? Quá chuyên nghiệp luôn, hay lắm bồ ơi, chuyên nghiệp quá bồ ơi. Rồi tới gì nữa bồ? À. Trời ơi đẹp quá bồ ơi. Cắm ơi, mẹ ôi. Thôi để im đây, để im đây mẹ. Không, khỏi bấm, để tắt đi. Bấm lên sáng đèn mày cũng có học được đâu, con ngồi con make up mẹ biết luôn mà con phải có học được đâu. Để cho tắt đi. Kè nè. Ừ, nằm ngón tay cho mẹ đi. Dũa đi. Đẹp quá. Dũa chắc tà ngón tay tôi luôn. Quá chuyên nghiệp luôn. Ngón tay này nữa. Chơi nha. À, bớt con màu nào, con muốn màu nào? Màu quất hơi lây. Con mẹ muốn burger. Ok. Làm cho mẹ cái bánh burger nha. Ok. Dạ mẹ. Mẹ. Đúng rồi. Dạ mẹ chứ không có nói ok nghe chưa? Rồi cho mẹ bán cho mẹ ly cà phê. Ok. Mẹ color like mommy. À mẹ muốn màu à, mẹ muốn màu purple. Ok. Gãy rồi. Đổ rồi chứ không phải là gãy rồi, đổ rồi. Ok xong. Ok xong, mẹ cảm ơn chay. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Ờ, money nè, nhưng mà bao nhiêu tiền? Rồi, 3 tiền, rồi. Trả tiền nè, trả tiền nè. Đây, trả tiền đó, lấy đi. Ủa, rớt cà phê rồi, đổ rồi.
làm cho mẹ ly khác. Đúng rồi, làm cho mẹ ly khác, lấy ly mới làm đàng hoàng, đúng rồi. Con mẹ ơi. Gì con? Ngồi xuống, ngồi xuống. À, ngồi xuống, ngồi xuống, rồi ngồi xuống. Hello. Hello. À, ly khác cho mẹ đó hả? Mẹ cảm ơn nha. Nhiêu tiền á? Bao nhiêu tiền? Giá cười. Hả? Cười. Cái gì con? Okay, mommy. Yeah, I'm okay, thank you. Trời ơi, Ngọc hát xì cái này hỏi mommy you okay là hỏi mẹ có sao không? Mà không, không. Hả? Không. Sao sao không được uống kỳ vậy? Không. À, không được uống để xuống hả? Con bán mẹ rồi mà sao con không cho mẹ uống kỳ trời? Rồi, chị làm gì á? Chị xíu ẩu thực hả? Đi xiết mẹ coi coi. Đi đâu con? Đi mẹ ơi. À, đi vô bán hàng cho mẹ phải không? Phục cơ. Ngồi vô bán hàng, lại lên. Hello con. Con ơi, con bán cho mẹ một ly cà phê. Ok. Hết cà phê rồi. Hết cà phê rồi hả? Cà phê đây đâu mà hết rồi? À con nè con. À con này còn bán cho mẹ ly cà phê đi. Chay, chay xịt dầu thơm cho cô chú coi coi. À, xịt dầu thơm trước khi buôn bán, mình buôn bán mình phải cho thơm tho sạch sẽ. Bấm vô xịt. Xịt coi, bấm xịt cho cô chú coi coi. Biết cướp cổ lên xịt luôn. Ui chao ơi, còn thổi ra quẹt quẹt. Quá, quá trời quá đất rồi. Em bé này quá trời quá đất rồi em bé ơi. Vuốt tóc lên cái coi, vuốt tóc lên cái coi. Vuốt tóc lên cho coi cái gì vào này nọ không. Đúng rồi. Đi, đi ra lấy giùm nhẹ cái điện thoại coi. Thơm quá chay ơi, dầu thơm thơm quá trời luôn. Chay mới tắm xong đó cô chú, chay mới tắm xong với ba, nãy chay làm chay hợp dữ lắm. Nhưng mà tại vì do chay không có mặc đồ nên mẹ không có quay lại được. Mai mốt mà chay tắm á, mẹ sẽ thôi xịt một lần được rồi một lần. Không không không, mẹ không có xịt dầu này, mẹ xịt dầu khác. Dầu này là mẹ xịt là một chút nữa lần. Đó, bị gì? Không không không, mẹ không xịt. Không, mẹ xịt đây cái kiến mu mẹ. Cái mùi này nó ngọt gạo. Không. Không, không. Trời ơi, tại sao? Mẹ thử. Không, mẹ đẹp giờ mẹ lấy dầu thơm khác con xịt cho mẹ nha. Ok. Ok, lấy chai khác, đừng có xịt cho mẹ chai đó. Xay cho chai xịt chai này kiến bu. Em cất chai này đây. Xịt cho mẹ chai khác nha. Ok, bây giờ mẹ đưa cho con hai chai, con muốn chọn chai nào con chọn, con ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây thì mẹ lấy dầu thơm rồi con chọn, con xịt giùm cho mẹ. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ok, bây giờ con mẹ con muốn chọn chai nào? Con muốn chọn chai nào? Con muốn xịt mẹ chai nào? Đó, hai chai đó, muốn xịt chai nào? Rồi, chọn đi. Suy nghĩ lâu quá. Chai này phải không? Rồi, lấy chai này đem lại xịt mẹ. Rồi, đem lại xịt mẹ, đem lại đây, xịt mẹ phải đem lại đây chứ. Con dừng xịt vô mắt bây giờ. Rồi, xịt mẹ đi. Mẹ ơi. Hả? Mẹ không được đâu mẹ ơi hả? Sao không được con? Sao? Trời, cái cổ mẹ có nổi mụn này chay nè. Cổ nổi mụn nè. Biết sao? Bởi vậy á, mỗi lần make up xong là bị nổi mụn mà hổ lắm. Cái da mặt không có hợp với make up. Mỗi lần make up xong là nổi mụn à. Thôi mẹ thích mùi này nhất nè, bây giờ là mẹ thích mùi này nhất nè. Bây giờ con xịt cho mùi này mẹ hết thích rồi. Mẹ. Giờ mẹ thích mùi này nhất nè, giờ mẹ sẽ trung thành với mùi đó. Từ giờ về sau mẹ mua dầu thơm, mẹ chỉ mua dầu vậy thôi. Nó, được không? Không được đâu hả? Sao con yếu vậy?
Thôi mà mày không xịt đâu. Mày chưa tắm mà mày xịt gì. Chưa kể chút mày tắm xong rồi mày xịt. Thôi như vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ tới giờ đi ngủ rồi, mình đi vô ngủ nha con. Rồi lên. Lên nằm ngủ đi con. Yeah, we'll con ngủ ba. Lại lên. Come on, go around. Đi đường kia. Go around front. Giờ tới giờ đi ngủ rồi, ngủ không 2 tiếng sao vậy con? You got your Baba, you got your M. Nè con ba con nè. Oh, M's in the other room. Rồi em con đâu? M's in your room. Đi kiếm em, đi kiếm em, đi xuống kiếm em. Giờ mẹ đi kiếm em cho con nha. Oh, mommy, you'll help. Cái gì con muốn gì ngồi xuống mày làm cho, muốn dễ phải không? Rồi mẹ lấy đồ cho chị. Can you get a plate, please, baby? Get her a plate. Dạ dẻ hả ăn? Dẻ. Dẻ hả? Cái này là cheese đó nha. Trời ơi, học bài rồi con ngồi rồi, con ngồi. Có được không? Không được đâu. À, không được đâu hả? Oh Jade, you gonna draw on mommy's homework? À, cái đó là công chúa đó con. Nó té rồi. Ai té? Ngồi cái tướng viết bài mà y như là răng ghi sổ nợ vậy đó. Coi kìa, coi tướng ngồi cà gác chứ. Đây mẹ báo cho con biết. Đây là cheese. Đây là cheese nè, đây là mẹ báo cho con biết đây nè, coi nè chay. Ủa. Đây nè. Thấy chưa? Nhưng mà nóng lắm, để một chút muộn nguội ăn nha. Còn chú thấy chưa? Chay thích ăn cái này, mẹ làm cái này nè. Đó, để nguội nguội đi con, cái này nóng giờ còn. Cắn thử miếng không? Cắn thử miếng không? Nè, cắn này nè. Ai cái ai kêu cắn cái đó, cắn thử miếng này coi. Nóng phải không? Mẹ bẻ ra nha. Ui trời nóng. Mẹ mới làm xong rồi khói còn bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa luôn mà. Nóng quá. Rồi để từ từ đây, giờ ngồi giờ ghi sổ nợ đây, ai thiếu gì ghi xuống. It's really good, right? I know what's up. You know how to get it. Hit it, girl. Yeah, see. Oh wow, that's look perfect. It is perfect. It's spicy. What's that? Hot dog. Hot dog. À, con không đang hot dog, con ăn cheese, đúng rồi. Nó nhớ gì? Hả, ăn cheese đi con. Mẹ hỏi nha. Mặc cái gì? Thôi, cái camera này thì quay chay đúng luôn á. Nhìn nó rõ ràng. Để zoom vô cái nhờ cái đánh đèn sáng này dâm vô chay cận cho cô chú coi nha, lâu quá rồi. Mẹ mẹ làm sao mẹ chay con này, chay con này, chay quạt nè, tới quạt nè. Ui trời, hello hả, trời sưng mâu nữa, thôi được rồi. Thôi được rồi. Trời ơi, nhìn vô sông môi. Rồi ăn miếng cho cô chú coi nè. Đây nè, cheese ngon đây nè. Ăn miếng cheese cho cô chú coi. Đúng rồi, giỏi. Ngon không? Oh my god. So good, right? Keep your batter. Thấy chưa, mẹ làm ngon mà. Trời, mẹ bây giờ có cái món này món ruột là không ai làm mày lại. Mẹ có món cái món phô mai tan chảy này đó. Ngon quá trời ơi, cho ngon quá, cho mẹ số 1 luôn. Có ông bà coi chay đồ á, quay sát sát vô cho ông bà coi rõ mặt chay. Mẹ lucky mà. Ừ, mẹ lucky, mày biết rồi con. Hả, em bé hả? Nè em bé ăn, ăn miếng em bé. Baby, eat yours. This is nice and warm so she can eat it. Yeah, it's so good. It's so good. Eat another one.
If you can't finish it, just give it to me. Ba vô duyên hết chay ha, tự nhiên cô chay cái đi lấy à. Trong khi còn quá trời luôn đằng kia kìa. Đó. So good. Thế nè, mẹ đang đút cho con nè. Con làm gì vậy? Con gỡ làm chi vậy? Trời, cheese mà sao đem gỡ ra bỏ. Ừ, giờ mẹ ăn miếng coi. So good, right? Oh, you don't? Hòn quá cô chú ơi. Nè, ăn cho. Đúng rồi, giỏi. Ngồi xuống ghi ghi số nợ tiếp đi. Ngồi xuống ghi nợ tiếp, ai thiếu mình nhiêu nhiêu ghi xuống. Còn ngọt. Nhìn thẳng, thẳng. Thẳng, thẳng, ngồi thẳng lại. Đúng rồi. Nè con. Ngồi xuống này lấy cho. Ngồi xuống đi. Mum. I don't like it. Mấy đứa không con? Don't speak. Mẹ đi ăn rồi xong mà cái mẹ quay video xong cái mẹ đăng lên cho cô chú coi. Nó chay ngủ một mạch được cỡ 1 tiếng rưỡi đồng hồ cô chú. She's looking at it straight though, so I'm happy. Gotta remind her though. Every single time. Thương ngon sao? Sao mờ căm đây? Focus gần quá mờ. Nghĩ xa xa ra mới rõ. Ngồi đàng hoàng coi nè. Coi được không? Ôm luôn cái bàn. Nè, cô chú nè. I like I think a perfect combination is one cheese, one hot dog. Mm-hmm. So then it's just too greasy and then you get full off the grease. Mẹ ơi mẹ. Dạ con. Seriously, little baby, awesome. The, when you add it, what makes it awesome is the sugar at the end.